Hello, chào các anh em. Thả tim. Ok, trong video này thì mình sẽ giới thiệu đến các anh em những chai nước hoa có thiết kế tệ nhất và những chai nước hoa có thiết kế đẹp nhất trong con mắt của mình. Cái từ thiết kế ở đây của mình bao gồm ví dụ có thể là về kiểu dáng của chai, về chất lượng sử dụng để mà làm thiết kế ra kiểu dáng của chai, hay là những cái chức năng của nó, ví dụ như vòi bấm, vòi xỉ chẳng hạn, nó rất là khó cho người sử dụng. Và trong video này mình sẽ chia sẻ đến cho anh em một vài chai nước hoa mình đánh giá rất là tốt hoặc rất là tệ trong cái đánh giá của mình. Ok, còn bây giờ thì anh em mình ngồi thư giãn, thư thái và xem video của mình nhá. Ok, lên đường. Ok anh em, đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với những chai nước hoa có thiết kế rất là tệ. Đầu tiên đó là những chai nước hoa của nhà Monte. Mặc dù đây là một thương hiệu niche, thế nhưng mà phải nói thật là cái cảm giác cầm cái chai lọ này của họ nó rất là rẻ tiền. Thậm chí là khi mà chúng ta mua một chai xịt toàn thân có mức giá chỉ từ 100.000 đến 200.000, nó còn chắc chắn hơn là cái chai nước hoa đến từ một thương hiệu có thể gọi đánh giá là niche đó. Mà mức giá không phải là, tất nhiên thì không phải là đắt, nhưng không phải là rẻ. Thế nhưng khi mà chúng ta cầm cái chai lọ này của họ, cái thứ nhất là nó rất là nhẹ, cảm giác nó rất là lởm. Chai thì rất dễ bị oxy hóa, đó, mọi người có thể nhìn thấy. Chỉ cần để ra ngoài một thời gian, không biết là anh em có nhìn thấy không? Ok. Chỉ cần để ra ngoài một thời gian là nó sẽ bị oxy hóa, nó bị rỉ. Kèm theo đó là, có nghĩa là giống như kiểu là mình không biết phải diễn tả nào, nhưng cầm nó rất là lởm, nó không có một cái gì, có một độ sang trọng cả. Do vậy, nhà Monte mình sẽ xếp đầu tiên trong những chai nước hoa có thiết kế rất là tệ đó. Thứ hai đó là sản phẩm của nhà Park Roban, chai nước hoa này Black Excess. Cái thứ nhất là mình không hiểu tại sao nhà nước hoa này phải cầu kỳ khi mà để một cái chai nước hoa. Cái thứ nhất là cái bản ngang của nó rất là khác, nó khá là khác so với những chai nước hoa phổ thông. Về cái thiết kế của họ nó rất là to, cho vậy khi mà chúng ta cầm nó cảm giác nó không được gọi là chắc chắn tay cho lắm. Và cái nữa đó là cái này của họ nó không mở được ra hết, mà lại như thế này, có nghĩa là chỉ đóng mở được thôi chứ không tháo hẳn được ra nắp. Thì ở đây khi mà chúng ta xịt từ đây ra, nó sẽ có một cái cảm giác là rất là, nói chung là nó hơi bị ngượng tay, bởi vì chúng ta không biết được rằng là góc xịt của mình có chuẩn hay không. Đấy là một cái rất là, nói chung là hơi bị cấn tay khi mà chúng ta xịt. Và mình rất là ghét khi mà nhà Park Roban vẫn còn giữ cái design này, cái design chai của chai nước hoa này. Như flanker của họ cũng đều giữ như thế. Cho nên đây là một cái rất là ngớ ngẩn đối với mình. Đây là một thiết kế không ổn một chút nào. Park Roban Black Excess, Thierry Mugler. Cái line này, cái nút bấm này phải gọi là rất là dấm dớ. Mọi người nhìn này, rất là khó bấm. Đó, bây giờ mới ra được một phát, có nghĩa là bấm nó rất là cấn tay, nó rất là khó bấm. Đấy, cái thiết kế này ấy, kể cả ở các forum nước ngoài người ta cũng rất là kêu ca, và thậm chí là có người còn đã thử nghiệm cắt cái phần này đi và để lộ cái phần đầu vòi xịt thôi, còn phần nhựa lại vứt hết ra để cho nó dễ xịt. Đó, chưa đến mức lâu của dòng này là dòng gì sao tự nhiên quên rồi. Ok, và cuối cùng đó là Le Labo. Phải nói rằng nhìn cái chai lọ này nó làm cho mình liên tưởng đến, có nghĩa mình chỉ cần vào bệnh viện thôi, mình lấy những chai nước truyền dịch thừa là mình có thể mình làm ra một chai nước hoa này. Có thể thì đối với các anh em nhiều người thì chúng ta không quan trọng cái việc là về thiết kế chai lọ là như nào, nhưng đối với mình đây không khác gì một chai truyền đạo, không có một cái gì. Nếu mà bây giờ xé cái tem này ra thì cái này không khác gì một cái chai truyền đạm, mà đây là một chai nước hoa rất là đắt tiền. Thì chúng ta có thể tùy, đối với các anh em thì mọi người có thể ok mùi hương, quan trọng là mùi hương, chai lọ nào cũng được. Nhưng đối với mình thật sự là mình không thích cái kiểu chai lọ này, nhìn nó nói chung là nó không có một cái gì sáng tạo, nó không có một cái gì gọi là cái tính nghệ thuật, trông không khác gì cái lọ đựng nước. Nhìn nếu mà xé cái tem này ra nhìn rất là ngứa mắt luôn. Đó, Le Labo. Ok,
Thì đấy là đầu tiên là những chai nước hoa có thiết kế rất là tệ đối với mình. À, mình list lại cho các anh em Montar, Paco Rabanne, Thierry Mugler và Le Labo. Đấy là một số những cái sản phẩm của họ có một cái, những cái thiết kế chai lọ đối với mình cảm thấy nó rất là dở. Đó. Còn bây giờ những cái chai nước hoa mình cảm thấy rất là ưng nhá, rất là đẹp. Đầu tiên đó là John Varavatos. Những chai lọ của nhà nước hoa này phải nói thật là có một cái điểm rất là ok, đó là khi các anh em mua những sản phẩm nhà nước hoa này thì tỷ lệ fake gần như là không có, bởi vì không một cái thằng điên nào làm fake mà lại đi chọn những cái dòng này. Riêng cái khoản ngồi đan lưới, đan dây, đan dợ như này thôi hết cả ngày rồi, thay vì chỉ việc chọn những chai nước hoa mà chỉ việc dập khuôn theo khuôn sẵn thủy tinh, chỉ việc dập ra là xong. Đối với mình đây là một thiết kế rất là thú vị. Ok, tiếp nữa đó là Amart. Mặc dù không phải là một fan quá là hâm mộ những sản phẩm của nhà nước hoa này, thế nhưng mà dù sao chúng ta khi mà nhìn thấy cái chai lọ của nhà nước hoa này có một cái gì đấy nó rất là vương quyền, nó rất là sang trọng. Đó, đúng cái tinh thần của họ là một sản phẩm xa xỉ, rất là đẹp. Từ tên này, từ thương hiệu logo này, từ chai nắp rất là đẹp luôn. Amart. Mặc dù về mùi hương thì nó là một câu chuyện khác, nhưng về chai lọ mình rất là thích nhà này. Thứ ba đó là Sagluten. Bản này bản cũ, bản 50ml. À đúng rồi, bản này bây giờ thì có vẻ là hơi khó tìm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có hàng. Nhưng mà bỏ qua cái vấn đề đấy thì phải nói thật, đây là một chai nước hoa mà có một cái thiết kế nó rất là nhã nhặn, đúng theo một cái chất thơ mộng của Pháp. Những chai này mà để trưng thì tuyệt vời, rất đẹp luôn. Nhìn nó không kiểu gầm gừ hổ báo cáo trồn đâu, nhưng mà nó có một cái chất gì đấy nó rất là thơ mộng và mình thích. Đó, cái này mà để thêm một vài quyển sách nữa thì ôi trời, nó là phong bạt, nó là tuyệt vời luôn. Đó, Sagluten. Và cuối cùng đó là những cái chai lọ của nhà Guerlain. Nhà Guerlain này thật ra nếu các anh em tìm hiểu những chai đắt tiền của họ, có những chai nước hoa có thể lên đến hàng trăm triệu, và thiết kế thì nó phải gọi là ngất ngây. Thế nhưng nhà này có một cái điểm mạnh, kể cả những chai có mức giá rất là rẻ, ví dụ như dòng Lom, chúng ta có thể thấy là họ làm rất là đẹp luôn nhé. Chai lọ nhìn rất là chắc chắn, kiểu dáng thiết kế nhìn rất là đẹp, hoặc như Misoko chẳng hạn, nhìn rất là, nói chung là mình thấy rất là ưng luôn, đẹp, rất là đẹp. À, nhà này thì mình luôn có một cái sự rất là thiện cảm rất lớn, bởi vì từ những cái chai rất là rẻ, họ cũng làm rất là nắn nót, rất là chỉn chu, từ cái chai phần chai lọ họ làm rất là tốt. Đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em những chai thích nước hoa có một cái thiết kế rất là tệ, và những chai nước hoa có một cái thiết kế rất là ok, 10 trên 10 đối với mình. Hy vọng mọi người cảm thấy thích video này. Gặp lại mọi người trong những video sau.